Rồi, kính chào quý vị và các bạn thân mến nha. Hôm nay chia sẻ cho anh em về cái việc này ha. Anh em thấy cái đèn báo màu đỏ trên đồng hồ nè, chớp nè, thấy không? Đó, nó báo hoài luôn, thấy không? Đó, thì nhiều anh em á, thì sẽ là kiểm tra cái nước mát này kia còn hay không, phải không? Nói chung á, là mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái vấn đề này. Nếu mà cái nước của anh em á, mà nước này kia còn đầy đủ, mà nó vẫn báo như vậy, thì anh em á, là kiểm tra giống mình nha. Ok, để giờ mình tháo ra liên quan tới bình xăng con nghe anh em. Rồi mình tháo ra rồi mình sẽ chia sẻ anh em nha. Anh em là cứ anh em mình đang mở bẩn này kia ra cho chống cho mình dễ kiểm tra nghe anh em. Đó thì thường thường cái đèn báo nhiệt của cái dòng 135 này á, thì anh em thấy cái đèn nhiệt độ này phải không? Đó, nó chớp thì anh em kiểm tra nhiệt độ, kiểm tra nước này kia phải không, thì cũng đúng một phần thôi. Nhưng mà cái đèn mà báo này á, là nó cũng báo lỗi cho cái vị trí bấm ga nữa nghe anh em. Thường thường gọi là TB đó. Đó, để tắt rồi nè, anh em đếm nè. Đó, một cái dài á, là 10 nha. Đó, 10 nè, đếm nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Đó, 15 đúng không, là cảm biến TB. Để mình kiểm tra cái biến TB này. Đó, xem dây có đứt này kia hoặc là vuột chui này kia không nghe anh em. Đó, nhiều anh em mà nói chung là kiểm tra nước này kia thì cũng đúng một phần, kiểm tra cái biến nhiệt độ này kia cũng đúng một phần. Nhưng mà cái dòng này là cái đèn này như này nó cũng báo lỗi của cái TB nha. Đó, được gọi là cảm biến bấm ga nha anh em. Đó, còn nếu mà anh em nào không ok nữa thì đây bản mã lỗi của EGAC, của EGAC Nguyễn có nha anh em. Đây anh em cứ xem Yamaha này ha. Đó, đây cảm biến TB. Đây cảm biến TB nè. Đó, TB nha. Đó, anh em qua bên chữ Yamaha, anh em lỗi 15, 16 là cái gì? Mạch cảm biến vị trí bấm ga. Đó, ở trong lý thuyết gọi là TB. Rồi ok, kiểm tra TB thôi. Đó, coi nó có hư không. Hư thì kêu báo chủ xe thôi, có gì đâu. Lụm. Cái này nhiều anh em bình thường nếu mà không có đi nâng cao kiến thức thêm thì có thể không biết nha anh em. Cái gì chơi kiến thức về xe máy giờ nó rất là phong phú và đa dạng nha. Rồi giờ để mình kiểm tra coi nó như thế nào ha. Quên cảm biến TB là nằm ở trong bình xăng con nha anh em, là bên đây nha. Đó, để một hồi nữa là mở ra cho anh em xem. Rồi anh em mở ra nè, đây là cái cảm biến TB. Đó, cảm biến TB ha, nó nằm ở trong cái bình xăng này, thường thường gọi là cảm biến bướm ga. À, miếng bấm ga nghe anh em, nó có cái chùi gì ha. Đó, coi chùi lỏng không, coi cái này có bị kẹt hay không. Đó, cái này nếu mà nó bị kẹt á, là nó sẽ báo về IC, là sẽ báo lỗi lên đồng hồ nghe anh em. Đó, cái này á, là nó không có được bị kẹt nghe anh em. Thì nhiều anh em sửa thì ở trên ở đây á, là cái này á, là nó có con ốc điều chỉnh nè. Đó, cái anh em bắt vô đây phải không, điều chỉnh cái TB này qua lại làm sao đó cho nó nhẹ nhàng khi mà chúng ta lên ga bảo lên ga. Đó thì cái chỗ cái đồng tiền này, nó gọi đồng tiền cho anh em dễ hiểu ha, là bướm ga. Đó là nó sẽ bắt qua cái lỗ chính giữa này. Đó, để cho mà nó báo về IC. Đó, IC để nó báo lên đồng hồ này kia cái vấn đề gì ha. Đó, mình nói nhiều anh em á là chuyên về điện xe sẽ hiểu. Nhưng cái này tuyệt đối là nó không được cứng nghe anh em. Không được cứng nha. Đó, cái lỗi ở trong đây là luôn lúc nào nó cũng khoảng nhẹ nhàng nghe anh em. Nếu mà cứng thì mình cứ vệ sinh lại coi sao nó hết không. Nếu mà nó còn báo lỗi nữa thì thay cái cảm biến này là sẽ hết nha anh em. Rồi ok luôn nha. Đó, bây giờ để mình thử coi nó làm sao nha anh em. Rồi mình đút vít vô mình thử coi cái TB này nó làm sao nè. Hồi mình cũng phải vệ sinh lại coi nó nhẹ nhàng không nè ha. Đó, nó nhẹ nhàng nó trả lại nghe anh em. Nó trả lại. Rồi bây giờ mình sẽ vệ sinh lại tí xíu. Đó, và mình sẽ khi mình bắt vô mình sẽ điều chỉnh cái con ốc này đó qua lại làm sao cho nó nằm cái vị trí ở trong đây cho nó nhẹ đó. Nếu mà nó bị xê xích qua lại mà nó nặng tí thôi là nó sẽ báo lỗi lên đó, báo lỗi lên cái đèn nhiệt độ đó liền ha. Đó, bây giờ mình sẽ vệ sinh rồi mình bắt vô thử xem nó hết hay không. Nếu mà nó không hết nữa thì chủ xe vô hãng mua cái TB này thay là ok nha anh em. Rồi ok, để mình xem hết ha. Cái này là rút ra nó vẫn chớp nha anh em. Đúng rồi, nó rút cái chui người ta ra thì vẫn chớp bình thường. Đó, 10 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Đó là lỗi 15, lỗi TB, cảm biến bấm ga. Ok luôn. Giờ mình sẽ vệ sinh mình lắp vô coi nó hết hay không nha anh em.
nó hết, nhưng mà mình sợ hết hết tạm thời thôi, mới mốt mà nó có báo lại thì chủ xe chỉ thay cái này thôi nha anh em. Là ok rồi, hello anh em. Thì mình cũng đã vệ sinh cái TB này cho nó sạch sẽ này kia ha. Đó, vệ sinh sạch sẽ rồi mình để vô. Và mình để vô thì nó hết nha anh em. Tạm thời là nó hết nha. Nếu mà còn nữa, chủ xe về chạy mà nó còn báo lỗi nữa thì chỉ có thay cái TB đó thôi nha anh em. Tại vì điện này kia mình kiểm tra hết trơn rồi. Đó, là giờ mở khóa lên nè. Chớp một cái rồi mất tiêu nè. Đó anh em thấy không? Nó không có báo lỗi lại cái báo lỗi 15 của TB nữa ha. Đó, Yamaha. Cái chữ Yamaha lỗi 15, 16 anh em thấy không? Đó là lỗi TB. Đây. Gùm quá gùm rồi, 15, 16 nè. Cảm biến TB nè, ngang Yamaha 15, 16 nè. Thấy không? Mạch cảm biến vị trí bấm ga, có nghĩa là cái TB này. Đó. Thì đã hết rồi nghe anh em, nói chung là đã hết rồi. Thì để mình chia sẻ thêm cho anh em. Rồi mở phá lên lần nữa coi. Rồi ok hết ha. Rồi nếu mày còn chớp nữa thì chủ xe chỉ có hai cái TB này là hết nghe anh em, tại vì điện kiểm tra rồi. Điện kiểm tra thì sao? Là mình sẽ đo cái nó thông mát hay không. Thông mát có nghĩa là ở đây có cái cổng dây chính giữa. Dây chính giữa xanh sọc đen nè. Anh em thấy xanh sọc đen không? Để mình ấy vô. Nè, cái cổng dây xanh sọc đen này có nghĩa là cái cổng dây mát. Thì anh em đo cái thông mạch. Đó, anh em đo thông mạch. Đó, chuyển về vị trí thông mạch. Ha, chuyển về vị trí thông mạch. Nè, hiện tại là mình mới đo xong nè nghe anh em. Đây vị trí thông mạch. Thì cái đồng hồ này thì một que anh em đút vô là mát ha. Đó, một que đút vô mát. Còn cái que màu đỏ bên đây thì anh em cứ đút vô đây thôi. Nếu mà nó thông mạch nó sẽ kêu gì. Đó. Nó sẽ kêu gì nha. Đó. Khi mình đút vô nó thông mạch nó sẽ kêu gì. Hả, nghe tiếng không? Rồi ok, một que vô mát. Tại vì bữa nay lính kia nó nghỉ rồi. Còn nhỏ này nó không có biết quay phim này kia, nghe anh em nó không biết làm. Nên là tự mình làm tí nha. Anh em cứ đo mà nghe tiếng thông mạch này của cái cọng dây xanh sọc đen. Đó, xanh sọc đen chính giữa. Để anh em chuyển về chế độ thông mạch. Đó là cái cọng dây mát nha anh em. Thông mạch giống gì? Đó, nghe kêu không? Đó. Nếu mà cái đồng hồ có anh em đo mà nó thông mạch rồi nó sẽ kêu. Còn nếu mà không thông mạch có nghĩa là đứt dây hoặc vấn đề gì nha anh em. Rồi, ok. Rồi, bắt đầu đo chuyện kế tiếp. Cái nguồn ga, đó, nguồn vô cấp cho nó. Để anh em chuyển về cái mức đo bình. Đó, điện một chiều. Thì anh em đo cái cọng dây màu xanh này. Đó, cái cọng dây màu xanh này là ở trong cái mà vị trí bấm ga cấp nguồn cho cái cảm biến nha anh em. Thì anh em đo vô là nó sẽ ok, nó có nguồn điện 5W là ok nha anh em. Nguồn điện 5W. Đó. Là lửa nó cấp cho cảm biến. Rồi sau đó là anh em cũng để chế độ mà lửa một chiều gì thì anh em đo cái cọng dây màu vàng. Đó, đo cọng dây màu vàng á, lúc đầu á, là anh em phải mở phá nha, nói chung là đo là phải mở phá nha. Mở phá lên mà anh em mà đo cái cọng dây màu vàng này, nó có lửa. Nó có lửa, rồi sau đó nó có, nói chung là nó có điện là ok. Rồi sau đó anh em á, là lên ga, không có nổ máy gì trơn nha. Đó, cầm cái tay ga lên. Lên hết ga coi điện nó lên không. Nếu mà nó lên á, là có nghĩa là cái cảm biến TB của mình còn sống. Nhưng mà nhiều khi á, là nó muốn gần hư, nó vẫn chập chờn nha anh em. Còn cọng dây màu vàng mà nó không có lên đồng hồ, nó không lên điện gì hết trơn, nó mất tiêu luôn. Là cảm biến TB bị hư nha anh em. Đó, cảm biến TB bị hư là nó không có lên nha. Đó, nhiều khi nó vẫn lên, nó bị chập chờn. Thì nếu mà nó báo lỗi đồng hồ nữa thì cảm biến TB này nó vẫn hư nha anh em. Đó, nó không ra nữa là nó hư thôi. Thì anh em thì nếu mà xe mình có báo lỗi như vậy thì anh em cứ anh em chia sẻ cho anh em thợ nha. Những mà anh em làm xe tại nhà chắc không biết đâu. Rồi xong thì cứ... Ok, vấn đề xe anh em liên hệ trang fanpage dưới phần mô tả video này hoặc từ đầu clip mình có để địa chỉ, anh em nào ở gần đi tới nơi luôn nha anh em. Bây giờ gáp vô thôi. Nếu mà báo lỗi nữa, chủ xe thay cảm biến hết. Tại vì điện mình đã kiểm tra hết rồi nghe anh em. Rồi ok, chia sẻ cho anh em nhiều thôi nha. Rồi tạm biệt anh em.